Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh mì ngào bơ đường caramel. Và để làm món này thì mình đã chuẩn bị ở đây 4 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước, 4 muỗng canh sữa tươi có đường, 1 muỗng rưỡi bơ. Và ở đây mình chuẩn bị thêm 3 miếng, 3 lát bánh mì sandwich. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái miếng lát sandwich này thành những cái miếng hình vuông khoảng chừng 1 đến 1,5 cm. Rồi, mình đã chuẩn bị một cái chảo. Bây giờ mình cho hết cái phần bánh mì mình vừa cắt xong, mình đảo đều lên để cho cái bánh mì này nó giòn xốp á các bạn, nó nóng lên nó giòn. Xong thì mình sẽ đổ lại cái dĩa hồi nãy và mình làm tiếp cái phần caramel đường. Cho vào đây 2 muỗng canh nước với 4 muỗng canh đường. Tại do cái chảo này hồi nãy mình làm nó còn nóng nên nó xèo xèo vậy đó các bạn. Giờ mình sẽ để lửa nhỏ để mà cái phần đường này nó sẽ sôi lên từ từ như thế này. Mình không đảo gì hết nha các bạn. Đó, khi mà cái bong bóng nó từ từ nó chậm lại á, và cái đường mình chuyển sang màu caramel như thế này thì mình cho sữa vào và cho bơ vào luôn. Và mình sẽ trộn đều bơ, đường, sữa thành một cái hỗn hợp thống nhất như thế này. Thì mình sẽ tiếp tục cho hết cái phần bánh mì hồi nãy đó mình đã xào hồi nãy cho nó giòn lên. Bây giờ mình sẽ xào cho nó thấm đều các cái caramel này và cho nó hơi khô khô lại như thế này nè các bạn. Rồi là mình đã hoàn thành cái món bánh mì ngào bơ đường caramel. Món bánh rất là đơn giản nhưng mà lại rất là ngon. Như vậy là mình đã làm xong món bánh mì ngào bơ đường. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử nha các bạn. Mời các bạn ăn. Bánh mì này thì nó hơi giòn giòn và nó có vị ngọt kèm theo vị béo của bơ và vị thơm của bơ, rất là ngon đó các bạn. Và có hơi mùi sữa nữa, ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy là cái này, tại vì cái này là ngào đường mà phải có nhiều đường rồi. Nếu mà các bạn nào mà không thích ăn đường nhiều thì mình bỏ ít lại. Đây, nhìn rất là ngon các bạn. Rất là ngon luôn. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm thành công món bánh mì ngào bơ đường. Bánh mì ngào bơ đường caramel gì đó các bạn. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn đang thích kênh thì nhấn nút đăng ký kênh kèm theo cái chuông để nhận được thông báo thì khi mà mình đăng video mới trên kênh nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.